Ok, thì đây là cái bản feedback từ nhà phát hành nhá. Thì mình sẽ đọc câu hỏi luôn đi. Cái chỗ này là mấy cái chào hỏi lúc đầu thôi. Câu hỏi 1. Bạn sẽ thêm nhiều công cụ nâng cao chất lượng cuộc sống vào trò chơi, chẳng hạn như máy tính, tăng tốc, tài nguyên hoặc công cụ quản lý vương quốc. Thì các bạn cứ hình dung là người ta đang thắc mắc là liệu có thể tính tăng tốc và tài nguyên trong game một cách nhanh không ấy. Hiện tại thì ở ngoài có rất là nhiều con bot rồi đúng không? Các bạn chỉ cần chụp màn hình phát là nó tính các bạn có bao nhiêu tăng tốc, bao nhiêu tài nguyên luôn. Thì ở đây phản hồi là chúng tôi đã hoàn thành việc thiết kế máy tính tăng tốc và tài nguyên và sẽ ra mắt ngay khi có thể. Wow. Đối với các cái công cụ khác thì chúng tôi vẫn đang thu thập phản hồi người chơi. Dựa trên những phát hiện của chúng tôi cho đến hiện nay có vẻ như phần lớn người chơi khá phản đối việc trực tiếp theo trình theo dõi DKP hoặc các công cụ quản lý tương tự vào trò chơi. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn chưa triển khai các tính năng này. Có nghĩa là anh em cứ hình dung là sắp tới ở trong game ấy là sẽ có công cụ để các bạn tính toán cái tăng tốc và tài nguyên trong nick của anh em luôn mà không phải thông qua những cái con bot hiện tại đang ở trên Discord. Đó. Còn cái việc mà có cái phần mềm quản lý Kingdom giống như kiểu là tự quét data luôn ấy thì nhà phát hành cũng đang thu thập ý kiến, tức là mình nghĩ là người ta làm cũng được thôi. Nhưng mà ở đây người ta nói là tại vì đa số người chơi là không thích nên là khả năng là sẽ không có nha anh em. Câu thứ hai là tại sao chủ đề thành phố lại có hiệu ứng bất lợi? Bạn nên loại bỏ hiệu ứng bất lợi của chủ đề thành phố. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi cho chủ đề thành phố là có nhiều kết hợp hiệu ứng bất lợi. Hiệu ứng và hiệu ứng bất lợi đi. Phù hợp với nhiều phong cách chơi khác nhau. Theo thời gian khi chúng tôi thu thập thêm phản hồi từ người chơi, chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng hiệu ứng bất lợi của chủ đề thành phố không mang lại nhiều giá trị cho trò chơi. Do đó, chúng tôi quyết định xóa hiệu ứng bất lợi khỏi tất cả các chủ đề thành phố hiện tại và tương lai. Chúng tôi dự kiến sẽ triển khai những thay đổi này trong cập nhật trong tương lai. Có nghĩa là anh em sẽ không có cái debuff từ skin nhà nữa ha. Không có chuyện là bị trừ đi 5% cung kỵ hay là 10% máu kỵ các thứ là không có bị trừ nha. Tức là skin nhà huyền thoại là sẽ càng mạnh lên ấy. Gần như là cái này sẽ cung cấp chỉ số cho các bạn thêm rồi, đúng không? Bình thường các bạn đang xài skin nhà đấy, các bạn trừ 10% công đi thì khi nó bỏ cái này thì cũng giống như việc các bạn được tăng thêm 10% công vậy đó. Cái này ngon nha, nhưng mà cái này là tất cả mọi người đều có lợi. Đấy. Đặc biệt là mấy ông bộ binh, tại vì mấy ông bộ binh thì các bạn sẽ có nhà KVK1 tăng 5% thiệt hại kỹ năng nhá. Xong rồi không bị mất 10% tấn công bộ binh. 10% tấn công bộ binh là tương ứng với 5% sát thương rồi. Rất là ngon ha. Ok, câu 3 là liệu có nhiều cách để thu thập tinh thể chuyển hóa trong tương lai? Có, hiện tại chúng tôi đang lên nhiều kế hoạch để thêm cái tinh thể chuyển hóa. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn biết kế hoạch cụ thể của mình ngay khi chúng được xác nhận. Cái Transmutation Crystal này là cục đá reset tẩy luyện anh em. Ở đây thì cái này đơn giản chả gì để nói, mình quên mất là cái này hình như là cái cục cục reset tẩy luyện vũ trang ấy. Thì đại khái là có nhiều cái vũ trang ngon mà anh em tẩy mãi nó không ra, người ta cho thêm thôi. 81 tuổi rồi, là 8 tháng rồi đấy, nhanh. Vèo cái 8 tháng. Đủ 30B mỗi loại chơi Dũng mà đòi vào KVK à? Em 3B mỗi loại. 3B mỗi loại. Đủ đánh đủ KPI. Mùa này đét để đủ KPI anh ơi. Dược sĩ Dũng bé, dược sĩ Huyền rõ ràng. Câu 4. Bất cứ khi nào một đội hình mới được thêm vào, tôi cần phải đầu tư rất nhiều tài nguyên vào đó. Mặc dù tôi vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng đội hình hiện có. Thì chúng tôi đang tìm cách giảm tài nguyên, thời gian cần thiết để có được và thay thế vũ trang mà không làm giảm giá trị của vũ trang người chơi đã đầu tư. Các khả năng mà chúng tôi hiện đang cân nhắc bao gồm cung cấp nhiều cách hơn để có được vũ trang này, tối ưu hóa hệ thống đảm bảo thêm khả năng chuyển đổi vũ trang thành các đội hình khác. Ở cái này mình nghĩ là rất hợp lý nha, tại vì cái việc mà thêm đội hình mới vào game ấy tôi thấy nó chả mang lại ý nghĩa quái gì cả. Nhất là khi chúng ta đang có cái bảo hiểm Minh Văn hiếm với Minh Văn huyền thoại ấy. Bây giờ ví dụ các bạn đang đầu tư đội hình tam giác đi. Xong rồi các bạn lên được khoảng 6 cái Minh Văn hiếm trên 10 cái Minh Văn hiếm đội hình tam giác thì game nó ra một cái đội hình mới. Rồi các bạn bay sang cái đội hình mới, các bạn mở từ đầu ấy, các bạn lại phải làm lại từ con số 0. Thì cái đấy nó rất là dở luôn. Rõ ràng là nhà phát hành gần như chả có tính toán gì ở cái vụ này cả. Thì bây giờ người ta quyết định là sẽ
cho cái tính năng chuyển đổi vũ trang từ các đội hình này sang đội hình khác, mình thấy là cực kỳ hợp lý luôn. Nói chung là trước đây mình nghĩ là Lilith hơi tham ấy, những cái tính năng mà Lilith làm ra mình thật sự là mình thấy nó cực kỳ tốn kém luôn. Đúng không? Cũng kiểu bot đầu tư đội hình tam giác, sau đầu tư đội hình vòm, sau là gần đây ra mấy con Choi Jong với Saza là phải đầu tư đội hình hồi máu, thì gần như là một cái động thái để các bot phải nạp thêm, nhưng mà các bot cũng khô lắm, những các bot đâu có thừa tiền đâu. Trừ kiểu Mr. Hope, White Lion với các bot xịn ra thì mới nạp, chứ đa số anh em đâu có nạp mấy gói này làm gì. Đây là cái điều chỉnh này mình nghĩ là hợp lý thôi. Mà đáng ra mình nghĩ là Lilith nên làm cái này từ đầu ấy, thay vì để người chơi phản hồi rồi mới làm. Câu thứ 5, việc liên tục cây vi cây khiến tôi căng thẳng, thật khó để tích đủ tài nguyên cần thiết trong thời gian ở ngoài mùa giải. Thì cây vi cây là một khía cạnh cốt lõi của trò chơi, nhưng chúng tôi muốn nó trở nên thú vị đối với người chơi, chứ không phải là nguồn gây căng thẳng không đáng có. Chúng tôi biết rằng việc liên tục cây vi cây có thể gây căng thẳng cho những người chơi không có đủ thời gian để thu thập tài nguyên trong giai đoạn ngoài mùa giải. Trong bản cập nhật trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch hoàn lại một phần tài nguyên chữa lành. Vào cuối mỗi KVK, bạn sẽ được hoàn lại 1% tài nguyên đã chi cho các đơn vị hồi máu trong KVK. Chúng tôi hy vọng cơ chế này sẽ giúp KVK ít tốn kém hơn và giúp bạn dễ dàng chuẩn bị cho KVK tiếp theo hơn. Thì mình nghĩ đây tiếp tục là một điều chỉnh cũng hợp lý, nhưng mà trả lại tài nguyên chứ không trả lại tăng tốc thì cũng được. Nói chung là có trả lại là ok, nếu mà trả lại tăng tốc thì mình nghĩ là đẹp hơn. Ngoài ra thì chỉ trả lại một phần tài nguyên thôi, không ai biết nó là bao nhiêu, có thể là 10, 20, 30, 50% thì không ai biết, trả lại một phần tài nguyên chứ không phải là 1%. Đọc tiếng Anh làm sao mà anh em hiểu được. Câu hỏi 6, các cây VK riêng lẻ quá dài với nhiều giai đoạn ở dài nhàm chán ở giữa, bạn có thể rút ngắn chúng không? Hiện tại chúng tôi đang tìm cách rút ngắn mùa cây VK và các sự kiện liên quan. Mục tiêu của chúng tôi là cắt giảm thời gian không cần thiết khỏi mùa mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm KVK cốt lõi. Sau khi xác nhận kế hoạch, chúng tôi sẽ công bố chúng trong một cuộc gặp mặt trực tiếp khác và thu thập phản hồi của các bạn. Đó có nghĩa là KVK hiện tại trong game ấy, từ lúc đăng ký đến lúc mà đánh xong KVK thì thường nó kéo dài khoảng 60 ngày. Đó, nhưng mà cái này thật sự là rất là dài đúng không? Gần như là các bạn vào game tầm 1 tuần, các bạn mở đèo 4. Các bạn đánh đèo 4 xong tầm 1 tuần các bạn đánh đèo 5 đấy, lại thế thì cái khoảng thời gian giữa các đèo ấy nó hơi dài và các bạn chỉ có đi farm thôi. Thì dựa trên cái câu hỏi số 6 này thì nhà phát hành có thể là sẽ rút ngắn trong KVK trong tương lai. Đó, và người ta đang lên kế hoạch thôi thì sẽ công bố trong một cuộc gặp mặt trực tiếp. Gặp mặt trực tiếp có nghĩa là nhà phát hành sẽ tổ chức những cái buổi meeting giống như là ở Việt Nam, ở bên Mỹ đúng không? Tổ chức ở những cái buổi gặp mặt như thế và sẽ công bố như thế. Thì trong những cái lần gặp mặt trước ấy, chúng ta cũng đã được công bố nhiều cái tính năng kiểu như vậy rồi. Ví dụ như là những cái sự kiện mới này, hoặc là như ở Việt Nam nhé. Ở Việt Nam năm ngoái ấy, là chúng ta sẽ được cung cấp cái năm ngoái nhá, ở Việt Nam ấy là cái buổi họp mặt đầu tiên mà cung cấp thông tin về con Gia Cát Lượng với con Sargon đệ nhất. Đó, tức là anh em cứ hình dung là hiện tại Riot Kingdom ấy họ đang đi gần như là khắp các cộng đồng trên thế giới. Chúng ta gần đây chúng ta có Đức này, chúng ta có Mỹ này, chúng ta có Hàn Quốc này, Trung Quốc này, và bật mí luôn là sắp tới sẽ có ở Việt Nam luôn. Sắp tới sẽ có gặp mặt ở Việt Nam. Đấy, chưa biết khi nào nhưng mà trong vài tháng tới sẽ có gặp mặt ở Việt Nam. Thì trong những gặp mặt đấy, thứ nhất là để anh em giao lưu với người chơi khác này, để các bạn gặp mặt nhà phát hành, thì nhà phát hành cũng tranh thủ những cái dịp đó để cung cấp những cái công bố kiểu như thế này. Mình nghĩ là rút ngắn thời gian KVK cũng nói chung là cũng được, tại vì vào KVK farm nhiều quá nó cũng hơi chán. Thì thay vì một năm đánh 4 KVK thì các bạn có thể đánh khoảng 5 KVK một năm, đấy, đại loại thế. Câu hỏi số 7 là thuật toán ghép cặp KVK cần được sửa. Chúng tôi không muốn phải giải tán các đơn vị và đuổi những người chơi không tham gia chiến đấu chỉ để ghép cặp KVK. Có nghĩa là câu hỏi này người ta không muốn xóa lính với đuổi người chơi khác để ghép cặp KVK dễ hơn. Thì trong thuật toán ghép cặp hiện tại, sức mạnh không phải là yếu tố duy nhất được xem xét, và sức mạnh của quân đội thực sự có rất ít tác động đến xếp hạng ghép cặp của một vương quốc. Wow. Ngoài ra, chỉ những người chơi đạt đến mức độ hoạt động nhất định trong KVK gần đây mới được tính vào quá trình ghép trận của vương quốc. Hiện tại chúng tôi đang thiết kế một thuật toán mới, không còn tính đến sức mạnh của quân lính nữa.
Thuật toán này cũng sẽ tối ưu hóa cách chúng tôi xác định người chơi nào hoạt động và nên được tính vào quá trình ghép trận. Bên cạnh việc điều chỉnh thuật toán ghép trận, chúng tôi vừa mới thêm tính năng giấy nghỉ phép để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý vương quốc. Chúng tôi cũng đang cân nhắc điều chỉnh số lượng giấy nghỉ phép được cấp cho mỗi vương quốc dựa trên mức độ hoạt động của vương quốc và giảm giá trang hộ chiếu cho những người chơi đi nghỉ. Ở đây thì nó có hai ý. Ý đầu tiên ấy là các bạn sẽ gọi là sao ta? Gọi là hé lộ cái thuật toán ghép cặp hiện tại đi, là không có dựa vào trên sức mạnh của vương quốc mà dựa trên những cái khác. Đấy, đại ý là kiểu pao to với pao bé gặp nhau là chuyện bình thường nhá. Và ở đây có ý tiếp theo, đó là họ sẽ thiết kế một cái thuật toán mới, không tính đến sức mạnh của quân lính, có nghĩa là cái thuật toán ghép cặp mới hiện tại là chưa có nhá, là sẽ xác định cái việc là Kingdom có nhiều người chơi hay không bằng cách khác. Đó là pao to hay pao thấp nó không còn ảnh hưởng nữa. Mình nghĩ là sẽ xác định dựa trên kiểu Q point hoặc là điểm hành động hoặc là tài nguyên thu thập được thôi. Đấy, kiểu thế. Ngưỡng để trở thành vương quốc đế chế, tức là trở thành đấm ấy, quá thấp. Mỗi khi chúng tôi muốn tiếp nhận một người chơi mới, chúng tôi phải cắt giảm đáng kể sức mạnh của quân lính, tức là xóa lính. Trong bản cập nhật gần đây, chúng tôi đã giới thiệu các quy tắc nhập cư đặc biệt mới. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp giảm bớt vấn đề mà vương quốc đế chế, tức là nấm đó, gặp phải khi tiếp nhận người chơi mới. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến vấn đề này khi mọi người có thời gian trải nghiệm các quy tắc mới. Chúng tôi sẽ thu thập càng nhiều phản hồi càng tốt và xem xét tối ưu hóa chúng thêm. Những cái này thì trong game có rồi ha. Bây giờ những cái vương quốc nấm ấy, người ta có thể nhập cư được nhiều người hơn này, và có thể nhập cư được dựa trên số lượng lính đét. Hiện tại nhá, với cái quy tắc nhập cư hiện tại ấy, thì các bạn có thể nhập cư một mùa, những cái đầm nấm ấy, có thể nhập cư đặc cách được tối đa 10 người. Đó là nó tích được tối đa 100 điểm, mà một cái người chơi có sức mạnh từ 100 đến 150 triệu ấy, sẽ mất 10 điểm. Như vậy còn trên 150 triệu là mất 15 điểm nhá. Nhờ mình cứ tính là từ 100 đến 150 triệu đi, thì hiện tại các kingdom nấm ấy, có thể nhập cư được tối đa mỗi mùa là từ 10 người chơi, trung bình 10 người chơi. Mà không cần phải giảm pao, tức là không cần làm gì hết, là cứ mỗi mùa nhập cư được 10 người. Còn nếu mà đẹp ấy, giảm pao xong, nhập cư xong, nhập cư bao nhiêu người không biết, lên nấm, rồi lúc đấy lại nhập cư đặc cách thêm 10 người nữa. Đấy, tóm lại là cái vấn đề này mình nghĩ là cũng đã được giải quyết một phần. Trong tương lai, liệu có nhiều cách để có được trang hộ chiếu không? Mặc dù về mặt lý thuyết bạn có thể mua chúng trong shop liên minh, nhưng hầu hết các liên minh không muốn tốn cái tín dụng. Không muốn tốn cái tín dụng liên minh. Ở trong tương lai thì trang hộ chiếu trong shop liên minh sẽ được tự động bổ sung lại hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng có được chúng hơn. Thì cái này hồi nãy mình cũng nói rồi, đấy là giống như bên Call of Dragon ấy, là cứ mỗi tuần cái shop liên minh sẽ có một trang hộ chiếu. Đó, thì khả năng là Dry Kingdom cũng như thế, nhưng mà mình không nghĩ là một trang hộ chiếu mỗi tuần là đủ. Khả năng mỗi tuần phải cho tầm 4-5 trang hộ chiếu mới bỏ, nhưng một tuần mà cho một trang thì ví dụ mà tích 75 vé, tích 75 tuần thì cũng chết. Thì cái này còn tùy thuộc vào cái số lượng trang hộ chiếu bổ sung hàng tuần là bao nhiêu nhá. Nhiều thì ngon, còn một cái một tuần thì dở nhá. Câu hỏi thứ 10. Đây được cho là một trò chơi trên di động, nhưng hiện tại việc sử dụng điều khiển di động khiến bạn gặp bất lợi với những người chơi trên PC. Bạn có tối ưu hóa điều khiển di động không? Chúng tôi đã chú ý đến cách trò chơi hoạt động trên các nền tảng khác để trải nghiệm để cải thiện trải nghiệm của mọi người. Chúng tôi sẽ sớm giới thiệu chế độ điều khiển mới cho phiên bản di động. Wow, cũng giống như điều khiển chuột của phiên bản PC, chế độ này sẽ cho phép bạn ra lệnh một đội quân được chọn tấn công hành quân hoặc tấn công hành quân chỉ bằng một lần nhập liệu. Ra mắt cùng với tính năng này sẽ là một số cải tiến mới, chẳng hạn như chế độ lọc. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe suy nghĩ của bạn sau khi bạn tự mình dùng thử. Thì ở đây nhá, ở bên Call of Dragon cái này đã có rồi. Tức là ở trong game ấy, các bạn phải giữ màn hình, đúng không? Các bạn phải giữ màn hình thì các bạn mới cho quân ra ngoài được. Thì sắp tới game nó sẽ cập nhật đấy, là các bạn chỉ cần chạm vào màn hình một cái thôi. Để mình ví dụ cho anh em ở trong game. Hiện tại nhá, ví dụ các bạn muốn cho quân ra ngoài bản đồ ấy, các bạn phải giữ như này. Đúng không? Nó hiện cái vòng, các bạn bỏ ra. Điện thoại hay máy tính gì cũng thế, sao các bạn ấn vào hành quân mới được. Còn sắp tới nhá, các bạn sẽ không cần giữ nữa. Các bạn chỉ cần ấn vào mặt đất một cái thôi. Như kiểu này, ấn một cái là nó sẽ hiện lên luôn, là anh em có thể mang quân được ra ngoài.
Thì cái đấy bên Khô Dragon có rồi, thì bên Dragon Kingdom sắp tới cũng cập nhật luôn nhá. Chúng ta sẽ phải chia tay với kiểu mà giữ màn hình xong hiện lên cái vòng này nha anh em. Bạn sẽ bổ sung những cái cải tiến nào khác về chất lượng cuộc sống, vãi nồi. Chúng tôi đang trong quá trình phát triển một số cải tiến liên quan cải tiến chất lượng cuộc sống liên quan đến việc khám phá sương mù, chẳng hạn như cử trinh sát theo đợt khám phá sương mù nhanh hơn và khả năng tự động nhận phần thưởng lạc. Cái này mình mới làm video sau anh em, tôi làm video trước trước cái này nhá, mình làm video trước cái này luôn nha anh em, vừa mới làm trưa nay xong thì buổi chiều nó thông báo luôn. Chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá các cải tiến chất lượng cuộc sống cho các khía cạnh khác của trò chơi, chẳng hạn như chiến đấu với người man rợ. Ok, cái này thì không có gì, nó sẽ tự động dò hang với nhận quà hang lạc, cũng cũng là B, cũng là B từ bên Khổ Dragon qua luôn nha. Rồi hết rồi, đây là tất cả những cái gì mà trong cái phản hồi của nhà phát triển đã gửi đến anh em. Nhìn chung là mất khoảng tầm phân nửa những cái thay đổi này đều được B từ bên Khổ Dragon qua. Nếu các bạn đã chơi Khổ Dragon rồi thì các bạn sẽ biết là những cái tính năng này nó rất là hợp lý, mình nghĩ là không sớm thì muộn người ta cũng mang sang thôi. Nên bây giờ người ta sẽ mang qua những tính năng này. Ok, đó là một cái cập nhật mình nghĩ là khá là thân thiện với người dùng. Tại vì Lilith thì bây giờ game nó cũng có tuổi rồi, không thể nào mà cứ ra tính năng hút máu mãi được, cũng phải quan tâm đến những người chơi F2P nữa.